Sau 4 tháng triển khai và đi qua 20 trường đại học trên khắp đất nước, thì tuần qua chung kết xếp hạng cuộc thi Talent Generation 2018 đã diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh quyết liệt của các đội thi xuất sắc nhất. Cuộc thi do Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo UNESCO SEF phối hợp cùng với Học viện GAF đồng tổ chức. Với mong muốn ươm mầm và phát triển thế hệ người Việt trẻ cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn lao động Việt trong thời kỳ toàn cầu hóa, cuộc thi đánh giá năng lực cạnh tranh Talent Generation 2018 đã đi qua gần 20 trường đại học, thu hút 8.000 sinh viên tại 6 tỉnh thành trong vòng 4 tháng. Đồng thời, cuộc thi đã thu thập dấu ấn cá nhân và ước mơ người Việt trẻ từ 4.000 sinh viên để xây dựng bản đồ nhân tài Việt đầu tiên tại Việt Nam. Mới đây, đêm chung kết xếp hạng Talent Generation 2018 đã diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh quyết liệt của 3 đội thi xuất sắc nhất qua các vòng thuyết trình, phản biện và trả lời câu hỏi ứng xử bằng tiếng Anh trước hội đồng giám khảo về một thử thách kinh doanh được soạn bởi Stanford Graduate School of Business. Chia sẻ tại đêm chung kết, ông Phạm Hồng Anh, giám đốc cuộc thi cho hay, chủ đề năm nay là nâng tầm trí tuệ Việt, nâng tầm thương hiệu Việt. Chương trình không chỉ giúp các bạn sinh viên tiếp cận với tri thức thời đại, mà còn giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những cơ hội của bản thân với các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Ngoài ra, cuộc thi còn mang đến cho các bạn sinh viên nhiều giải thưởng có giá trị và thiết thực, gồm giải thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng và các chương trình học bổng trị giá hơn 100 triệu đồng.